Tao thua. Dạ. Mày thích chụp hình. Đại ca thích chụp hình. Ok. Lấy con lấy. Lấy muốn ngồi xuống đi, con tới con mua. Con sợ đóng cửa. Khách quen, khách quen. To vậy luôn. Vậy luôn. Hả? Ờ, cũng kệ luôn. Mình cứ gỡ xuống rồi không nè. Xuống cái nữa. Mình muốn ngồi ngay đây thôi làm sao? Uống gì? Chừng nước, nước, nước. Tự chụp, tự chụp. Cho em ly cà phê sữa đi, cà phê sữa đá. Cho em chai trà xanh với ly đá luôn. Dạ được. Cảm ơn.